Thôi bây giờ nói chung là cơm lo cho tay rồi. Tính tiền đi về. Anh ơi, tính tiền cho thằng bạn em. Ừ, sao lại thằng bạn em? Nói chung là đúng là tính cho thằng bạn em. Nhưng mà để tao vào lấy bill, tao đi vệ sinh luôn. Anh ơi, cho em xin cái bill. Ok nhá, cho em tí. Mới vào. Anh ơi, em gửi bill rồi. Của em cả gốc cả lãi là ba chục anh ạ. Ba chục hả anh? Đúng rồi, ba chục em. Đây, em gửi ạ. Đây, em gửi anh nhé. Cảm ơn anh. Anh sắp không, 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 phải trả tiền cho anh nhá. Của anh em 30.000 chia 6 mỗi đứa 10.000 nhá.